Đồng bằng vùng 12 đánh đầu. Cơ hội không vào. Đây là pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu này. Và Công bằng quận 12 đã có một cơ hội đối mặt với thủ thành của Hiệp Phát. Nếu như tình huống khống chế bằng ngực vừa rồi tốt hơn một chút. Bóng quay trở lại với Công bằng quận 12. Khá tốt. Cú đá từ xa. Không vào. Đó là một quyết định dứt điểm ngay. Tình huống mà các thủ Hiệp Phát đã để mất bóng. Và ngay lập tức thì số 19 của Công bằng quận 12 đã tung ra một pha dứt điểm thẳng. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho đội bóng Hiệp Phát với một tình huống dứt điểm gọn gàng. Hiệp Phát đã có được bàn từ một tình huống cố định. Và đội bóng Hiệp Phát tiếp tục cho thấy được duyên ghi bàn của mình tại trận đấu giải hữu lần này. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng của những cầu thủ Hiệp Phát. Đường chuyền vào là rất vừa tầm. Và cú đánh đầu này là vô cùng gọn gàng. Đường chuyền của Huỳnh Quyền. Không được, đó là một đường chuyền sai. Bóng quay trở lại với Công bằng quận 12. Cơ hội rất tốt để Công bằng quận 12 có thể tấn công. Không vào. Cú đá vô cùng khó chịu nhưng thủ thành Huỳnh Quyền đã đổ người xuất sắc để cản phá cú đá này. Một tình huống bắt bóng bằng chân phải và xoay người dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi không mạnh nhưng có độ cuộn vô cùng khó chịu. Thường đi. Và tại hợp đồng giao hữu bóng đá từ thiện này thì có 4 đội bóng tham gia: Công bằng huyện Hóc Môn, Công bằng quận 12, Hiệp Phát và Trần Thịnh 308. Đây là trận đấu giao hữu thứ hai trong chuỗi ngày thi đấu ngày hôm nay. Một tình huống lên bóng dành cho Công bằng quận 12 nhưng quá tiếc đó là một pha đưa bóng vào không thành công. Tình huống bóng mà Công bằng quận 12 đang có số đông cầu thủ ở trong vòng cấm. Thêm một pha tạt bóng nỗ lực đến đâu và như vậy là đã có bàn gỡ hòa. Nhưng cầu Việt Vị đã được căng lên. Đã có lỗi Việt Vị đến từ Công bằng quận 12. Và như vậy là không có bàn thắng dành cho những cầu thủ áo xanh. Quá đáng tiếc. Khá tốt. Đường chuyền vào, rất chống chảy, cơ hội dành cho Hiệp Phát, cú đá không vào. Đó là một cơ hội rất ngon ngăn dành cho trang sút mang áo số 12. Nhưng anh ta đã đưa bóng đi vào xà ngang khung thành. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Không một ai tạo ra áp lực dành cho số 12 cả. Góc sút là rất rộng. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nói còi để khép lại trận đấu thứ hai. Trận đấu giao hữu bóng đá từ thiện giữa hai đội bóng Hiệp Phát và Công bằng quận 12. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 dành cho đội bóng Hiệp Phát. Như vậy là màu trắng đã giành được cả hai chiến thắng ở trong chuỗi thi đấu giao hữu ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng đến với buổi lễ trao quà dành cho các bạn học sinh.